dòng này là dòng thuộc về Trấn Thành. Hả? Cười cái gì? Cười cái gì? Hồi nãy cái dòng thuộc về Việt Hương thua cái đụng. Bây giờ tôi kìa Trấn Thành nữa. Cười đi. Không. Tập trung cao độ nè. Tôi đi làm với Trấn Thành quá nhiều. Tôi biết cái gì thuộc về Trấn Thành. Và chắc chắn ở vòng này Trấn Thành sẽ thắng tuyệt đối. Chúng ta cùng đến với những người bí ẩn. À gì trời, cái gì mà ghê vậy? Là người sống 80% là trên mạng xã hội. Tôi biết luôn, Trần Giang nói cái gì luôn. Đây là một cái người mà làm cái gì cũng khổng lồ trên mạng. Đúng không? Những mà khổng lồ. Nói thiệt Trần Giang, tôi mới biết bà hôm qua, tôi chưa coi một cái clip nào của bà hết. Coi như những gì nãy giờ tôi nói là nói cho vui. Là nói cho vui. Là nói cho vui. Đó. Chị cũng nghe đồn dữ lắm mà bận quá luôn, cũng chưa bấm vô coi. Giống như Trấn Thành vậy đó. Bây giờ làm sao đây anh? Thưa quý vị, hãy đi tìm top 3 nút vàng YouTube của thế giới. Trời. Nghe chưa? Yeah. Đúng rồi đó anh ba. Tức là gì? Là bà Tân Vlog. À. Là lọt vào top 3 người mà lấy nút vàng nhanh nhất thế nhanh giới. Nhanh nhất thế giới. Đó là khuôn mặt ở trên mạng đó. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Chào các cháu. Bà đã 15 mùa bánh chưng gì đấy. Đấy. Cũng có nghe nói nhẹ về người phụ nữ bí ẩn này. Bây giờ cái kênh của cổ là 2 triệu mấy subscriber rồi, còn cao hơn tôi. Wow. Cao hơn Trấn Thành với Trường Giang luôn, dễ sợ thiệt. Ghê chưa? Mà chỉ làm đồ ăn thôi đó. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta bắt đầu giao lưu nhẹ. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một đĩa xôi gà siêu to khổng lồ các cháu ạ. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Rang một chảo cá viên chiên khổng lồ siêu cay các cháu nhá. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà nấu một nồi lẩu Thái siêu cay khổng lồ các cháu ạ. Đấy, các cháu ủng hộ bà nhiều lắm. Bà cảm ơn các cháu nhá. Bà lại chúc các cháu và gia đình mạnh khỏe nhá. Và an khang và thịnh vượng nhá. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu một cái này thôi được không? Xin mời. Xòe cái tay thẳng ra tôi đeo xem găng rồi. Mời năm bà Tân đưa tay phải ra phía trước. Đeo Thành... găng hết rồi. Biết rồi nhưng mà Thành không nắm đâu. Đeo găng được, xòe thẳng ra thôi, xòe thẳng ra đi. Thôi thôi, đứng xòe. Thôi, mình đội chủ nhà mình đang thua mà làm gì kỳ lắm. Ờ, quê quá, không được. Ra coi lát chọc nữa giống phải lại. Phải tự lực cánh sinh nữa. Đồ ăn này ăn được thưa quý vị. Ăn được không bà Tân? Được, đó, bà nói được. Bà mới làm cái này 4 ngày hả? Ai hỏi gì? Mời. Ê, hỏi. Mà cái gì vậy? Này là bắp xào, cá chiên, chít chít, cơm chiên sườn gì nè. Cái này là chân gà nướng siêu cay, chà bá lửa. Rồi, cô Tân ơi. Ơi. Trên thầy này cô Tân ơi. Cô Tân ơi, đây này. Giơ tay chào, giơ tay chào. Đó, đúng rồi. Bây giờ con hỏi này. Hỏi ai? Hỏi cô số 4. Chứ bây giờ mình làm cái là siêu cay khổng lồ. Mà bây giờ cô làm quen khổng lồ rồi, cô làm một cái khổ lồng. Một cái mà nhỏ thôi, một người ăn được cô làm có đúng vị đó không? Thì cô làm được các cháu ạ. Nhưng mà nó có đúng cái vị của cái lẩu mà khổng lồ không? Có đúng khẩu vị các cháu ạ. Tất cả đều cử động, nhưng mà chỉ có một người nói thôi. Ghê vậy? Cô ơi, cái clip để cô quay, cô bỏ lên YouTube để cô được nút vàng là do cô tự nghĩ ra làm hay có ekip đứng đằng sau lưng cô? Con hỏi cô số 2. Cô số 2 ơi. Ê Giang ơi, có bao giờ năm cái hình nộm còn bà Tân mới ngồi trên phòng máy không? Có. Tôi đang lo quá. Tôi đang lo. Ê, một chút nữa mình chọn số, người ta sẽ đưa bà Tân thiệt xuống. Tôi đang lo các chị, sau những cái mặt nạ này là một bà Tân thiệt. Anh ba, anh ba cho con hỏi trước á, cô Tân ơi. Anh ba hỏi là cô Tân có mê nhạc bolero với cải lương không? Số mấy chị? Rồi, số mấy hỏi. Muốn hỏi cô số 2 á. Để nói to lên bà không nghe rõ. Con muốn hỏi bà là bà có mê nhạc bolero của anh Ngọc Sơn và cải lương của con là con Ngọc Quyền không? Có. Bây giờ năm bà Tân ơi, con có coi vlog của bà rồi. Con thấy là bà là người được hơn 2 triệu người sub cũng xứng đáng. Con thấy trong cái lòng con người của bà đã toát lên cái gì điều đó. Nó rất là thánh thiện, rất là đẹp.
mọi người thương bà cũng là có lý do thôi. Vậy thì con chỉ mong một điều, trong năm bà Tân này bà nào là thật cái thương con thì chúng chích cái dài cái thôi. Không, cô Tân ơi. Dạ. Vâng, con hỏi cô là bây giờ cô số 3 đi, cái món mà từ xưa giờ là làm lâu nhất trong các cái clip của cô là món gì? Và lướng ta SC các cháu ạ. Đèo, giờ lướng ta SC cơ chứ. Cô số 4 ơi, cô cho con hỏi, nhiều khi nhiều người lớn tuổi thì không có nghĩ gì về mạng, hiện tượng mạng gì hết, không biết YouTube là gì. Ai đứng đằng sau lưng cô để làm những cái này, ai giúp cô? Thì các cháu nhỏ giúp cô, các cháu ạ. Các cháu nhỏ giúp cô. Thế cô số 5 ơi, cho con hỏi là thế bây giờ một cái clip thì trung bình cô nhận được khoảng bao nhiêu từ các cháu đấy? Không, bà chỉ làm lấy niềm vui cho các cháu thôi, bà không có phù lao gì đâu các làm cháu ạ. Lấy niềm vui thôi. Bà Tân số 1 ơi, thế bà có biết trên YouTube là người ta có trả tiền cho mình không? Các cháu ơi, dù trên YouTube có trả tiền hay không nhưng mà bà cứ cần làm lấy niềm vui thôi các cháu ạ. Không cần biết trả tiền hay không, bà chỉ cần lấy niềm vui thôi các cháu ạ. Cô, bà ơi, thế bây giờ này, hôm nào bà vui bà về nấu cho nhà cháu đi, cháu trả tiền cho bà. Nha. Vừa có tiền vừa vui. Vừa có tiền vừa vui. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi bà số 1? Bà năm nay gần 60 lồi bánh chưng rồi các cháu ạ. Gần 60 là 58 hả bà? 57 tuổi. Thế tại sao mà bà lại xưng bà? Thế sao bà không xưng gì, xưng cô? Bà số 1. À các cháu ơi, bà mà gọi là mọi người ơi mới gọi các bạn ơi thì bà không thể hiện được, nhưng bà gọi các cháu ơi thì bà lại thể hiện được. Cho nên là bà cảm thấy là đấy là thương hiệu của bà rồi các cháu ạ. Bà nói thế thì khôn lắm. Đừng có dễ ăn của ngoại. Đừng có dễ ăn của ngoại. Rồi thế thôi, bây giờ bịt mặt một giọng nói còn gì để bàn cãi được nữa. Nói chung là em tức quá anh bà ơi, tại vì em chưa có coi, nghe đồn không à mà nói để coi mình. Chị Quyên, hồi nãy giờ mà chị chịu khó nhìn vào cái cử động là cũng có thể đoán được. Vấn đề là bữa nãy đầu tiên khi nói là nhúc nhích cái vai thì chắc một người bất động không nhúc nhích trước là bà số 5. Đúng. Bà Tân rất là một người rất là thông minh. Đúng. Rất là người thông minh cho nên là không dễ gì mà qua mặt được bà. Nhưng cái hành động đầu tiên là bà số 5 đưa tay ra. Khi nói bà Tân thì các bà khác đều ngừng lại, không có cử động gì. Nhưng bà Tân đưa cái tay ra cử động. Đúng. Bà kêu khi cử động thì bà Tân không cử động thì mình rất là có nghi bà số 5. Nhưng thưa anh ba, ở đây có hai bà tên Tân. Một bà là bà Tân Vlog, còn bà kia ở nhà bà tên Tân là cái bà số 1, nhưng hai bà số 4 có một bà tên Tân nữa. Trời ơi. Mời thay đổi, chọn số. Nhưng mà cái bà số 2 này cũng nghi ngờ lắm anh ạ. Nghi lắm á, nhìn xa xa là nghi lắm á. Và thưa quý vị, đội khách chọn số 5, đội nhà chọn số 2. Vì sao? Có thể là số 2, em nói với anh ba gật hoài à. Thì đó, cứ mỗi lần mình nói chuyện là cứ vung vinh vậy nè, cứ di chuyển vậy nè. Bên đội khách chọn số 5 là vì như những gì nãy giờ anh Sơn phân tích. Đúng rồi đó. Đó là cái lý của anh. Đúng. Đội nhà tại sao chọn số 2? Tại thấy nói gì cũng gật hết. Với lại 5 người đứng này, 4 người kia đứng thẳng tay. Mỗi bà số 2 đứng hai cái tay tấp ra đằng sau. Gạt người thôi em. Không, chấp đằng sau nhiều khi đó là cái thói quen của người nhà quê. À đúng ha. Người ta hay vậy nè. Đây bà nói cái cháu nghe này. Đây bà này. Đấy, giờ đó bà cắt tay đó. Đây bà quen. Thôi, bà quen rồi. Bà Tân này mập quá. Hả? Bà Tân này mập quá. Ngồi ở đây tham gia 4 năm mùa. Rồi đây anh chị tôi đã sống dài dặng bao nhiêu năm. Trời ơi, xin lỗi. Nói anh chị tôi là người đi trước rồi, sống dài dặng bao nhiêu năm. Không, cảm ơn Trấn Thành. Sao vậy? Cảm ơn Trấn Thành. Đó. Tại mà... vì không chừng là em với anh sống tới 100 tuổi. Đẹp. Không phải này giờ, nói đùa thôi Trấn Thành. Chúng ta đều như vậy đó, bao nhiêu kinh nghiệm mà còn lục không ra. Đúng khán rồi. Giả coi truyền hình cô qua có màn hình thôi, lục làm sao mà kiếm được. Khán giả khó quá à. Vậy thì bà Tân đang đứng ở đâu? Kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Thôi đừng giải lao mà. Đang quay trở lại với chương trình Người Bí Ẩn. Với phong độ sa sút hiện tại thì khó khăn đã xảy ra với đội chủ nhà. Khoan, cho tôi hỏi. Hỏi. Trong thời gian giải lao,
chương trình có làm một cái điều gian lận hay không. Là từ nãy giờ chúng tôi nói chuyện với năm cái hình nộm, bà Tân vẫn đang ở nhà bà. Rồi bây giờ trong thời gian giải lao, bây giờ mới tải bà qua thế chỗ cho một trong năm người. Có không? Chương trình của chúng tôi có hàng chục camera, cũng như hàng trăm biên tập giám sát mỗi lúc mỗi nơi. Bà Tân không những tới đây ngày hôm nay mà ở phim trường này một tháng rồi. Bà rảnh quá. Bà ở đây ai xào đồ ăn? Bà xào đó, 4 năm dĩ là bà xào đó. Và bây giờ khui đi, chúng ta đi tìm bà Tân Vlog. Lại thắng. Xin mời tất cả mở bật nạ ra. Hay quá, thấy chưa. Xin lên bắt tay bà cái rất là to, mới lòng ngưỡng mộ. Trời ơi, bà Tân ơi. Xin chào tất cả mọi người, em là Lê Nhiều. Em đến từ Bình Dương. Bình thường tính tình em hay ẩm ương. Và em tự tin mình có một sắc đẹp cỡ chị Việt Hương. Bà Tân Vlog ạ. À, công việc em hiện tại là gì? Dạ em đang làm việc. Làm việc gì ạ? Trong một công ty truyền thông. Công ty nào ạ? Dạ Đông Tây Promotion. Đâu, công ty chung với nhỏ cái bên. Dạ chung công ty, đây là một chị đồng nghiệp rất thân thiết với em. Thưa quý vị, hay quá. Đây là Hà. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc Hà. Mọi đồng nghiệp hay gọi em là Hà Hồ. Anh Giang, anh Hàn, mặc dù em không phải là bà Tân Vlog nhưng em sẵn sàng làm bé ngốc của anh. Tôi á không có Hà Hồ, nghe chưa? Ba là Hàm Hồ. trời. Nghe chưa? Hà Bá. Rồi, tôi là Tuyết Anh, chuyên kinh doanh chuỗi hàng cà phê cốc, quán nằm ở trong góc bên hông chợ Châu Đốc. Chứ tôi không phải là bà Tân Vlog. Hay quá. Em tên là Ngọc Bích, em không phải là bà Tân Vlog. Rồi, đây, người phụ nữ bí ẩn của chúng ta. Các cháu ơi, bà là bà Tân Vlog. Bây giờ vậy, bây giờ mình ra giữa sân khấu, có gì mình trò chuyện thêm nha. Vâng. Xin mời. Vâng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, đây bà Tân chính gốc. Chào bà Tân. Vâng, bà chào cháu. Hôm nay là có những điều rất đặc biệt với bà Tân. Hôm nay là lần đầu tiên máy bay nè, lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh nè, lần đầu tiên gặp anh chị em nghệ sĩ mình nè. Vui không bà? Vui, bà thì vui lắm. Vui lắm à. Bà ơi, cháu là mới vừa hôm qua là được biết đến bà đấy. Bạn cháu bảo là trên mạng bây giờ là rầm rộ cái clip của bà là làm món gì cũng phải là khổng lồ, đúng không ạ? Vâng, đúng. Kiểu như là chân gà cây khổng lồ. Từ đâu lại có ý tưởng như thế này ạ? Từ lúc con trai Hưng Vlog nhà bà ấy thì mời bà tham gia cùng vào mấy cái clip, thế là bà có tham gia vào, sau rồi bà đi ra đường rồi, hoặc là bà đi làm, thế nhiều anh chị em cô bác trêu bà quá, thế bà thấy vui, thế về bà có trò chuyện với con trai Hưng Vlog nhà bà thì bà bảo là hay con lập cho mẹ kênh riêng ra để mẹ thấy vui lắm. Kênh riêng à? Không làm chung nữa. Nhưng mà mình làm một cái kiểu như nó to thế này thì kinh phí vẫn rất nhiều, đúng không ạ? Kinh phí thì bà vẫn làm ruộng rồi làm rau rồi đi phu hồ. Thế bà vẫn có tiền để làm ấy mà. Vâng. Mà làm là chỉ vì niềm vui thôi bảo mà. Vâng. Thế là thức ăn xong là chia cho tất cả mọi người, đúng không? Các cháu. Các cháu trong xóm mà. Trong xóm rồi. Thế mấy cháu nó ở cái xóm sướng nha. Mai mốt mình có nghĩ mình đi đóng phim không? Bà đóng phim chắc thì ai xem? Xem chứ. Rất là chân thật và duyên dáng. Này, có con trai bà đi không? Có không? Của chứ. Mời lên sân khấu luôn chứ lì. Con đưa con trai đi. Thưa quý vị, cái người mà đứng đằng sau hỗ trợ tất cả mọi thứ để có bà Tân Vlog ngày hôm nay chính là
bà Hưng Vlog. Con bà Tân, Hưng Vlog. Này Hưng ơi, thế là em có kênh riêng không? Và em hoạt động như thế nào? Dạ, em có ạ. Em có một kênh riêng, em làm 2 năm rồi ạ. À. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử một đoạn nha. Xin mời. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một đĩa cánh gà rán siêu cay khổng lồ các cháu ạ. Các cháu nhìn này. Đấy, các cháu nhìn này. Các cháu nhìn thấy ngon không? Đấy. Các cháu ạ, bây giờ nó cứ lở to ra, nó phồng lên ngon lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, thế là đĩa cánh gà của bà đã dán cho người đấy các cháu nhá. Hầu hết tất cả các clip của mình á là mình đều mặc chấm bi, là vì sao? Cả nhà nhà bà có thấy cái áo này bà mặc thấy hợp nhất, thế là bà cứ mặc thôi. Thế không bi có mặc không ạ? Có chứ. Rồi sắp tới mình có dự định mình nấu thêm món gì mà khổng lồ siêu cay nữa không? Để về bà tính đã. Về tính đã nha. Bây giờ ước gì mà được ăn một cái gì do bà nấu? Có luôn. Sẽ có cái món ăn do bà Tân Vlog nấu, mời cả phim trường luôn. Các cháu ơi, hôm nay bà được các cháu ở chương trình Người Bí Ẩn mời bà ra đây, thì bà có làm 4 đĩa đồ ăn siêu cay khổng lồ để mời các cháu cùng các cháu nữa để thưởng thức. Những mâm đồ ăn mà bà Tân đã mang lại phim trường quá là vui luôn. Xin chúc cho mọi người sức khỏe và ngày càng được nhiều người yêu mến hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào cả mọi người ạ. Thế bà chào tất cả các cháu nhé. Vâng, bà về nhé.